Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Pháp Tân Bình, quận 12. Xin kính chào quý anh chị khách hàng. Video ngày hôm nay em xin gửi đến quý anh chị chúng ta một căn nhà phố đẹp với diện tích ngang 4m2, độ dài là 19m, nằm trên trục đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay kể bên Cityland, sát bên là ngã năm Gò Vấp, cũng như là sát bên là bệnh viện, trường học, siêu thị, nhà thờ và đầy đủ các tiện ích xung quanh. Đây là một căn nhà nằm trên một khu phân lô nhà phố hiện đại thuộc trục đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta cùng để ý con đường trước nhà nha mọi người. Đây là một con đường đôi có bồn bông ở giữa nha quý vị. Hai bên đường, hai bên là 8m và bồn bông ở giữa nhà. Khu này đang xây rất là nhiều căn, toàn những căn nhà phố hiện đại thôi. Thiết kế thông minh và sang trọng, đẳng cấp. Trong này có khoảng chừng 20 căn nha quý vị. Và hôm nay Hùng sẽ đặc biệt gửi đến quý chị chúng ta một căn nhà đã xây xong sớm ở trong khu này. Với diện tích ngang 4m2, độ dài là 19m và được thiết kế một trệt, một lửng, hai lầu, sân thượng trước sau. Hướng nhà là hướng Bắc, phù hợp với quý anh chị chúng ta từ phong thủy là Đông Tứ Trạch. Và đây là một khu nhà phải nói là rất tuyệt vời nha quý vị. Đường đôi, đường thông. Thì xe hơi, xe tải ra vào quay đầu thoải mái luôn. Nhà mình thì ở cuối con hẻm nên là con hẻm trước nhà mình rất là rộng, nó lên tới 12m nha. Thì chúng ta di chuyển xe hơi, xe tải vào nhà rất là thoải mái và dễ dàng. Và đây là một căn nhà mà gia chủ thiết kế thông minh, với hệ thống điều khiển bằng thiết bị smartphone, từ rèm cửa, điện và các vật dụng trong căn nhà đều được điều khiển bằng hệ thống smartphone hết nha quý vị. Và đây là một căn nhà có thiết kế tặng kèm full nội thất bên trong và có thang máy 450kg tặng kèm khi mua. Chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào bên trong căn nhà nha mọi người. Bên ngoài chúng ta sẽ có lớp cửa cổng phía ngoài, lớp cửa sắt. Bên trong là một khoảng sân đậu xe máy 2m. Nhà thiết kế theo kiểu lửng ngược nha. Di chuyển tiếp vào phía trong, chúng ta tới với khu vực cửa chính, lớp cửa nhôm sinh pha. Và bên ngoài thì chúng ta ốp đá hết nha quý vị. Ốp đá rất là sạch sẽ và sang trọng ở khu vực mặt tiền. Và mặt tiền thì ốp đá và ốp nhựa trang trí, cũng như là có những cây xanh bên ngoài. Khu vực không gian gara xe hơi ở đây thì khoảng chừng 6m, chúng ta đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Phía dưới gara xe hơi thì có đổ bê tông và ốp gạch giá gỗ. Gạch 15m2 nha quý vị, giá gỗ rất là đẹp. Hai bên tường khu vực gara xe hơi thì gia chủ có ốp gạch lên cao tới trần luôn. Có trên này là trần thạch cao và đèn chiếu sáng. Đây là khu vực đậu xe hơi. Và chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển vào bên trong không gian phòng khách ở phía sau, khu vực lửng ngược, phòng bếp sẽ trên tầng lửng, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Ở dưới của gara xe hơi này chúng ta sẽ có một cái phòng vệ sinh ở dưới tầng trệt này, kế bên thang máy nhá. Và khu vực cầu thang sẽ ép sát vào bên nhà, của thang bộ ép sát bên nhà với cây xanh. Và cầu thang máy sẽ nằm ở ngay đây nha quý vị. Cầu thang máy thì chúng ta sẽ có cầu thang máy 450kg. Đây là khu vực cầu thang máy. Và phía sau sẽ là không gian phòng khách. Nhà này thì gia chủ sắm hết nội thất, toàn đồ cao cấp, nên là chúng ta mua thì yên tâm về vấn đề chất lượng cũng như là chất lượng thi công của căn nhà này. Đây là một căn nhà mà chủ đầu tư thiết kế, có kỹ sư thiết kế đàng hoàng nha mọi người, cũng như là có giám sát thi công đầy đủ. Khu vực không gian phòng khách phía sau này thì chúng ta có bộ sofa da, có màn hình TV 65 inch, cũng như là khu vực tủ kệ TV. Phía trên là trần thạch cao và đèn chiếu sáng. Đây là căn nhà thiết kế lửng ngược nha. Nhà thì chúng ta có hai giếng trời, một giếng trời ở giữa nhà và một giếng trời ở cuối. Đây là khu vực lửng ngược phía đằng sau, Hùng quay ra này cho mọi người nhìn này. Đây là khu vực lửng ngược và không gian phòng khách phía đằng sau rất là thoáng mát ở đây. Cuối nhà thì chúng ta có giếng trời và quầy bar nha, quầy bar và cây xanh này ở cuối nhà này. Đây chúng ta có giếng trời này và quầy bar ở cuối nhà. Ngang 4m2, độ dài là 19m, xây dựng đủ, sổ hồng công nhận hết đất và sổ hồng mới, xây mới năm 2021. Pháp lý giấy tờ rõ ràng, hoàn công đầy đủ, nhà có thang máy. Và giá bán gia chủ đang chào bán là hơn 14 tỷ cho căn nhà đẹp. Nói chung là nội thất trong căn nhà này nó phải nói là rất là xịn, nên gia chủ đầu tư rất là nhiều tiền. Nên là cái chất lượng của căn nhà phải nói là tuyệt vời nha quý vị. Vì đây là một căn nhà mà gia chủ xây dựng rất là kiên cố và chắc chắn, nên thì chúng ta yên tâm nha. Đây là khu vực cầu thang máy này. Và chúng ta sẽ đi bộ lên không gian tầng lửng nha mọi người. Tầng lửng phòng bếp. Phòng bếp ở căn nhà này thì nằm trên tầng lửng nha. Vì đây là một căn nhà thiết kế không gian phòng khách và khu vực đậu xe ở dưới, nên chúng ta sẽ có phòng bếp ở trên tầng lửng. Đa số những căn nhà lửng ngược thì gia chủ sẽ đưa bếp lên trên tầng lửng. Chúng ta đang tiến tới khu vực không gian phòng bếp trên tầng lửng thì chúng ta sẽ có một bộ bàn ăn 6 ghế này. Cái phòng bếp trên đây vô cùng đẹp, thoáng và rộng. Có tủ lạnh hai cánh và khu vực tủ lạnh thì đã được gia chủ làm cả cửa bên ngoài nữa nha mọi người. Đây là khu vực để tủ lạnh này. Ở đây chúng ta
gia chủ cũng đã sắm tủ lạnh cho chúng ta luôn trong đây. Đây, tủ lạnh Samsung hai cánh nha. Đây chúng ta thấy này, tủ lạnh Samsung hai cánh. Và bên trong sẽ là không gian bếp và đây là khu vực lò gây sóng này. Không gian bếp thì chúng ta có bồn rửa chén bát, giá kệ để chén bát và khu vực đặt bếp. Khu vực đá bếp thì sử dụng đá màu trắng. Tủ bếp trên dưới đều được chủ phủ Arçelik bóng gương, thương hiệu gỗ An Cường. Đây là phòng bếp trên tầng lửng, chúng ta đang tham quan phòng bếp. Phòng bếp trên tầng lửng này thì chúng ta có cửa lùa 4 cánh ra khu vực ban công. Và ngay với khu vực bếp thì chúng ta có cây xanh bên ngoài nha, rất là thoáng mát. Ở đây thì chúng ta nấu thì nó sẽ bay mùi ra bên ngoài luôn. Và cầu thang máy sẽ nằm ở đây. Chúng ta sẽ vào cầu thang máy để chúng ta tham quan, lên tham quan các phòng ngủ nha. Nhà có 4 phòng ngủ nha quý vị, tặng kèm full nội thất, chẳng thiếu thứ gì. Tất cả các phòng đều có bồn tắm nằm và khu vực bồn tắm riêng. Chúng ta sẽ vào cầu thang máy để lên tham quan lầu 2, không gian các phòng ngủ căn nhà. Nhà này thì phù hợp vừa ở vừa làm phòng công ty cho thuê, kinh doanh buôn bán làm showroom spa nha quý vị. Vì đây là một cái không gian rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ lên lầu để tham quan không gian phòng ngủ. Chúng ta sẽ lên tham quan các phòng ngủ. Chúng ta sẽ cùng nhau vào tham quan phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ số 1 của căn nhà nhé. Phòng ngủ này thì chúng ta có dàn tủ áo này. Dàn tủ áo này là hệ thống tự động nha mọi người. Chúng ta mở cửa ra đèn sẽ tự sáng. Ở đây thì gia chủ chưa bật nên nó chưa sáng nha mọi người. Mở cửa ra nó tự sáng và dàn tủ áo và tủ kệ tivi. Ở đây thì gia chủ còn thiết kế khu vực để tủ lạnh như chúng ta luôn này, tủ lạnh mini này. Ở dưới đây gia chủ cũng đã sắm sẵn tủ lạnh ở ngay khu vực này. Và khu vực tủ kệ tivi, bàn trang điểm. Bên đây là giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ đầu giường, máy lạnh tặng kèm. Và đây là một căn nhà mà sử dụng toàn đồ cao cấp nên quý anh chị mua yên tâm về vấn đề chất lượng. Tất cả nội thất bên trong căn nhà đều có bảo hành nha mọi người, bảo hành lên tới 10 năm. Và căn nhà này thì gia chủ cũng bảo hành trọn đời cho quý anh chị chúng ta mua luôn. Vì nhà này là có kiến trúc sư thiết kế đầy đủ nha mọi người. Bên ngoài là ban công và cửa ra ban công đều sử dụng nhôm Sinfa. Và có lan can bằng bên ngoài thì lan can làm bằng sắt. Và cây xanh bên ngoài đây. Đây là cây xanh bên ngoài ban công nha. Chúng ta đang tham quan phòng ngủ số 1, phòng ngủ chính của căn nhà. Chúng ta sẽ có 4 phòng nha. Đầy đủ nội thất rồi, chẳng thiếu thứ gì. Và chúng ta sẽ vào tham quan phòng vệ sinh. Chúng ta sẽ có 2 phòng vệ sinh, đằng trước thì có bồn tắm nằm. Ở đây thì chúng ta xoài đồ vệ sinh toàn đồ xịn thôi. Có gương soi này, rồi tủ để đồ này. Đây chúng ta có tủ để mỹ phẩm nhé. Thế này, tủ để mỹ phẩm. Và tất cả những đồ dùng trong vệ sinh này thì đều sử dụng hệ thống bóng gương. Gạch thì 60, 30, 60. Và đây chúng ta có bồn tắm massage này. Cái bồn tắm massage này thì nó trị giá lên tới 20 triệu nha quý vị. Đó, toàn đồ cao cấp thôi. Đây là phòng vệ sinh của phòng ngủ master, phòng ngủ phía đằng trước. Có bồn tắm massage. Bồn tắm massage nước này thì như chủ nhà nói thì rất là xịn, nó rất là mắc tiền, khoảng 20 triệu đồng nha. Tắm bồn này rất là sướng nha mọi người. Rồi chúng ta sẽ qua phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía đằng sau. Phòng ngủ phía đằng sau thì nhà chúng ta có 2 giếng trời này, một giếng trời bên cầu thang này, mình quay luôn cho mọi người nhìn này. Đây là giếng trời bên cầu thang máy ở giữa nhà nhé. Các phòng ngủ phía trước thì chúng ta lấy giếng trời bên ngoài, giếng trời ở ngoài mặt tiền chính. Và đây là phòng ngủ số 2. Thì cái phòng ngủ này chúng ta vẫn có giường ngủ 2m, tủ đầu giường, tủ áo, khu vực trang trí trên tường, chăn ga, gối đệm, máy lạnh và đồ trang trí thì rất là tuyệt vời. Phòng này nhà này lọt lòng là 4m nên là gia chủ còn thiết kế tủ áo bên đây này. Thiết kế tủ áo bên đây thì hợp lý rồi nha mọi người. Với những ánh đèn LED và khu vực để tivi rất là tuyệt vời, vệ sinh trong. Phòng vệ sinh phía sau thì chúng ta có bồn tắm đứng thôi. Đây là khu vực vệ sinh phía sau với bồn cầu, lavabo rửa mặt và gương soi bên ngoài. Bên trong sẽ là bồn tắm đứng và vòi tắm hoa sen. Cái vòi tắm hoa sen này cũng rất là xịn này, chúng ta điều chỉnh được mức nước này mọi người. Điều chỉnh được mức nước nhá. Và ngay khu vực vệ sinh là cửa sổ ra khu vực giếng trời. Rồi chúng ta vừa tham quan xong không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà. Với giá bán là 14 tỷ 450 triệu đồng, còn bớt quý anh chị quan tâm hãy gọi cho anh Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để được tư vấn và dẫn đi xem nhà nha mọi người. Rồi chúng ta sẽ di chuyển lên bên trên để tham quan không gian phòng ngủ
số 3 và số 4. Thôi Hùng sẽ đi bộ lên nha mọi người, đi bộ lên bên trên để chúng ta tham quan nhanh. Cầu thang bộ này, cầu thang bộ thì làm với mặt đá hoa cương. Mặt đứng thì chúng ta sử dụng đá meca và tay vịn của cam xe lan can bằng sắt. Chúng ta đang di chuyển lên không gian phòng ngủ số 3 và số 4 thì hai phòng ngủ trên đây nó cũng giống phía dưới này. Chúng ta vẫn có giường ngủ, tủ áo, chăn ga, gối đệm, bàn trang điểm, phía trước là ban công và cửa ra ban công. Ngoài ban công trồng rất là nhiều cây xanh. Khu này toàn bộ là nhà phố hiện đại nha mọi người. Tất cả nội thất bên trong căn nhà đều sử dụng nội thất đẹp, sang trọng và có bảo hành lên tới 10 năm. Căn nhà thì này thì được chủ nhà bảo hành trọn đời luôn quý vị nha. Rất là tuyệt vời. Đây là không gian phòng ngủ số 3. Vệ sinh trong. Nhà này chúng ta mua thì chỉ việc xách bao lưu quần áo về ở thôi. Phòng vệ sinh đây nha quý vị. Và cái phòng này thì chúng ta cũng có bồn tắm nằm nhưng mà không có hệ thống massage. Thì cái bồn tắm này nó rẻ hơn nha. Rồi chúng ta qua phòng ngủ số 4, phòng cuối cùng của căn nhà. Phòng ngủ số 4 thì cũng đầy đủ nội thất và giường ngủ, chăn ga, gối đệm. Phía sau là giếng trời và cửa ra giếng trời, vệ sinh trong. Quý anh chị đang xem video trực tiếp tại căn nhà bán với diện tích ngang 4m2, độ dài là 19m, xây dựng đủ, sổ hồng riêng, xây mới, có thiết kế và giá bán đang đưa ra là 14 tỷ 450 triệu đồng, còn bớt quý anh chị quan tâm hãy gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để được Huy Hùng tư vấn và dẫn quý anh chị đi xem nhà cũng như là hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ vay ngân hàng. Nhà có thang máy và vị trí thì nằm rất là đắc địa, nằm trên trục đường Quang Trung phường 10, sát với ngã năm Trùng Chó, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cách sân bay nhất 5 phút đi xe máy và cách trung tâm thành phố 10 đến 15 phút đi xe máy nha quý vị, rất là gần trung tâm. Đây là một vị trí đắc địa có quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sát bên khu dân cư Cityland và kề bên là trường học, siêu thị Vincom, Copmark, Lotte, bệnh viện Hồng Đức, nhà thờ. Và phù hợp cho gia đình chúng ta vừa ở vừa làm phòng công ty cho thuê, làm showroom spa. Khu này mà chúng ta mua làm spa thì rất là tuyệt vời. Đây là khu vực sân thượng sau thì chúng ta có phòng giặt này. Trên thì chúng ta có bồn nước và năng lượng mặt trời. Đã được gia chủ trang bị hết rồi. Và ngoài trước chúng ta sẽ có khu vực phòng thờ và sân thượng trước nha. Ở đây chúng ta vẫn có phòng thờ này quý vị. Và sân thượng phía trước có căn nhà mình thì trồng rất là nhiều cây xanh. Và có những cái lan ở trên thì chúng ta treo lan nha. Đây là sân thượng trước rất là rộng rãi nha quý vị. Và đây là một căn nhà hướng Bắc nha mọi người, phù hợp với quý anh chị chúng ta từ phong thủy là Đông Tứ Trạch. Quý anh chị quan tâm thì hãy gọi cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Vị trí căn nhà thì nằm kề bên Cityland này, kề bên Lotte Mart và kề bên Emax cũng như là các siêu thị đẹp. Đường trước nhà tới 12m, đường bàn cờ, đường có bồn bông ngay trước nhà luôn, rất là tuyệt vời. Giá bán như vậy là rất là hợp lệ cho một căn nhà cao cấp có thiết kế và xây dựng đầu tư rất là tỉ mỉ, bảo hành trọn đời. Quý anh chị quan tâm hãy gọi cho Huy Hùng nha. Xin chào và hẹn gặp lại.